đặc biệt là đi săn bắn. Chúng ta đọc được ở trong Cảm Ứng Thiên âm trắc văn. Khi đi săn, thường hay phá hoại sao nguyệt. Đây chính là phá hoại gia đình người, chiêu đến đời sau không như ý. Cho nên nhân như thế nào thì có quả báo như thế đó. Hiện tại chúng ta nhận quả báo như thế nào, biết được đời quá khứ đã tạo ra cái nhân gì. Nghiệp nhân bất thiện, chúng ta còn dám tạo hay sao? Chỗ sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi tâm động niệm, nghĩ ngợi nhiều, những việc tổn hại chúng sanh, quyết định không nên làm. Người khác chiếm tiện nghi của chúng ta, người khác tổn hại ta, là ta đời quá khứ tổn hại họ. Tuyệt đối không nên có chút ý niệm báo thù. Nhất định phải hiểu được nghịch đến thuận chịu, giải oan thích kết. Oan kết ngay trong đời quá khứ, ở ngay trong đời này đều đem nó đi giải trừ. Chúng ta mới có thể chân thật lìa khổ. Nhất là Phật dạy bảo chúng ta phương pháp tu hành cơ bản. Chính là 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện không phải giới. Giới cùng thiện không như nhau. Điều thứ nhất, không sát sanh. Nguyên phi nhuyễn động đều phải nên yêu thương, không nên tùy tiện giết hại. Không những không được giết hại, ở trên kinh điển Phật nói rất rõ ràng với chúng ta: chúng sanh vì ta mà sanh phiền não. Chúng ta liền có lỗi lầm rất lớn. Cho nên chúng ta ở trên kinh thường hay xem thấy chư Phật Bồ Tát. Nơi nào chư Phật Bồ Tát ở thì khiến tất cả chúng sanh thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là Phật Bồ Tát. Nơi chúng ta ở thì khiến cho tất cả chúng sanh thường sanh phiền não. Vậy thì chúng ta sai rồi. Người kia chán ghét ta, không ưa thích ta, ta phải làm sao? Ta thấy họ đến thì phải mau tránh đi, trốn trước khi họ đến, để họ sanh tâm hoan hỷ. Họ ưa thích gặp mặt với ta, ta liền chào hỏi họ. Không ưa thích thì phải mau tránh đi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải giữ tâm lương thiện, phải nghĩ 10 thiện. Không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp, quyết không được có cái tâm chiếm tiện nghi của người khác. Những việc tổn người lợi mình, quyết định không nên làm. Khi làm rồi thì vì sao phải chịu thiệt thòi lớn? Bạn có được chút lợi nhuận, bạn cũng sẽ không giữ được, không thể giữ được. Bạn làm thế nào có được thì bạn vẫn như thế đó mà mất đi. Việc này ghi chép trên lịch sử quá nhiều rồi. Dùng thủ đoạn lừa dối mà có được, sau cùng vẫn bị người lừa đi. Nhân quả tuần hoàn. Ở vào xã hội hiện tiền của chúng ta, nếu như chúng ta tỉ mỉ quan sát, loại quả báo này thì quá nhiều. Chúng ta phải rõ lý, phải hiểu rõ chân tướng sự thật, biết được làm thế nào tu phước, làm thế nào gìn giữ phước đức của bạn mà không thể mất đi. Đây mới là người thông minh chân thật. Điều sau cùng của 8 khổ gọi là ngũ ấm xí thành khổ. 8 loại này, phía trước 7 loại là từ trên quả mà nói, loại sau cùng này là từ trên nhân mà nói. Ngũ ấm xí thành, nếu dùng lời nói hiện tại mà nói, chúng ta dùng lời dễ hiểu mà nói, chính là phiền não tập khí của bạn rất nặng, thân tâm không an. Vọng niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước vô cùng rất nặng. Bạn mới biết chiêu cảm đến 7 loại khổ báo phía trước. Những thứ này đều xem là khổ. Dục giới đầy đủ khổ. Còn có hoại khổ. Nếu như bạn tu hành công phu không tệ, đạt được thiền định, chân thật được thiền định, dục được phục rồi, sức định phục được rồi, tâm của bạn được thanh tịnh, bạn sanh đến trời tứ thiền. Xem bạn công phu sâu cạn, từ sơ thiền đến tứ thiền,